đã công bố là 9 điểm. Tương tự, có 85 bài thi vật lý đã chênh lên từ 1 điểm đến 7,75 điểm. Có 56 bài thi hóa đã chênh lên từ 1 điểm đến 8,75 điểm. Có 8 bài thi sinh đã chênh lên từ 1 điểm đến 4,25 điểm. Có 9 bài thi lịch sử đã chênh lên từ 1 điểm đến 7,25 điểm. Có 3 bài thi địa lý đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3 điểm. Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm. Có 3 bài thi môn giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố. Hội đồng cũng quyết định kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế toàn bộ điểm đã chấm trước đó. Theo kết quả điều tra ban đầu thì ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã tải toàn bộ dữ liệu điểm thi về máy, sau đó chỉnh sửa theo yêu cầu qua điện thoại. Trung bình thì ông Lương chỉ mất khoảng 6 giây cho một trường hợp chỉnh sửa điểm. Trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến hơn 14 giờ ngày 27 tháng 6, ông Lương đã chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Và trong 2 tiếng đồng hồ này, ông đã mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án. Sau đây là một số ý kiến đáng chú ý mà chúng tôi đã ghi nhận trong buổi họp báo công bố kết quả xác minh điểm thi Trung học phổ thông quốc gia tại Hà Giang. Trước tiên về trách nhiệm, rõ ràng tôi là trưởng ban, tôi phải chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo của mình. Xác định ấy, cái động cơ của cái động cơ của cái việc điểm này, tức là tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái động cơ không trong sáng, đúng không ạ? Thế do vậy là còn nếu nó sai ở mức độ nào, sai ở đâu, là ai thì có lẽ là tôi sẽ trả lời sau, vì cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm việc và trách nhiệm. Chúng tôi như đồng chí trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng đã nói, chúng tôi đã làm hết sức mình, còn trách nhiệm đến đâu thì chúng tôi xin hoàn toàn là chấp nhận. Qua xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương, phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.